Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, từ khi có lực lượng công an chính quy được điều động về các xã, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định hơn, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Từ đó, người dân yên tâm lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Những năm trước, Krông Năng là một trong bốn địa bàn huyện trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh Đắk Lắk. Nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, khi có lực lượng công an chính quy được điều động về 16 xã, thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tốt hơn. Rõ nét nhất là trong những tháng gần đây, công an các xã trên địa bàn huyện Krông Năng đã bám sát địa bàn thôn, buôn để nắm tình hình, chủ động phòng ngừa vi phạm, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 12.000 lượt người tham dự và khai thác có hiệu quả mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình. Thông qua những trang Zalo an ninh trật tự của công an các xã, thị trấn đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm, từ đó kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc. Công an các xã vừa tăng cường việc tuần tra ngày đêm, vừa tích cực phối hợp với công an huyện xác lập án phát hiện, đấu tranh, điều tra làm rõ xử lý các loại tội phạm và cùng cả hệ thống chính trị tích cực ra quân thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng phức tạp và kiềm giảm được một số loại tội phạm. Thời gian trước đây thì nói chung là mất trộm về vấn đề nông sản cũng như là mất trộm vặt thì trên địa bàn này xảy ra thường xuyên. Nhưng mà từ khi cái tổ an ninh thành lập, nhất là từ khi có công an chính quy về địa phương, tình hình an ninh trật tự rất là đã được giữ vững, cái vấn đề tệ nạn xã hội được giảm. Nói chung là các đồng chí ở trên xã là thường xuyên quan tâm đến, nhất vì cái thôn tôi là thôn đặc thù giáp ranh với xã khác, huyện khác, nên là các đồng chí rất là quan tâm. Bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng, thì ban ngày từ ngoài xã vào đây 9 cây số là đường rất là khó đi rồi. Ban đêm các đồng chí dù mưa thì các đồng chí vẫn vào đây để đi cùng với anh em tổ an ninh trong thôn đi tuần tra bảo vệ trật tự trị an, nên là bà con trong thôn rất là tin tưởng, rất là an tâm. Chỉ tính từ giữa tháng 12 năm 2020 đến nay, lực lượng công an ở huyện Krông Năng đã tiếp nhận thụ lý 100% tin báo tố giác về tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 100%, không để xảy ra án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đã triệt xóa gần 20 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ hơn 70 đối tượng, thu giữ trên 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật chứng. Phát hiện bắt xử lý 4 vụ với 4 đối tượng về ma túy, ra soát lập hồ sơ 19 người nghiện đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hơn 10 người nghiện. Chủ động phát hiện, xử lý 29 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường với 24 đối tượng, vượt chỉ tiêu 15 vụ. Công an các xã trên địa bàn huyện cũng đã tuyên truyền vận động thu hồi hơn 25 khẩu súng tự chế, vũ khí thô sơ và nhiều hung khí các loại. Thực hiện nghị quyết 11 của tỉnh ủy là chúng ta đã đưa toàn bộ 11 xã, kể cả thị trấn thành 12 đơn vị, là đảm bảo từ 3 đến 5 đồng chí công an xã, công an chính quy về xã. Tình hình an ninh trật tự, các vụ việc nổi cộm ở trên địa bàn đều được giải quyết ngay tại địa bàn, không cần phải lên huyện. Và người dân rất là tin tưởng vào lực lượng công an. Huyện đã thực hiện rất là quyết liệt và thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo chung của Bộ trưởng Bộ Công an, sự ra quân của chính của lực lượng công an và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, ra quân để vừa biểu dương lực lượng, vừa thực hiện và đưa đến kết quả rất là tốt, đảm bảo trước hết, đảm bảo không riêng gì cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, mà bảo vệ từ đại hội chi bộ, đại hội cơ sở đến tới đại hội 13 của Đảng là gần một thời gian gần một năm, và cụ thể là thể hiện vừa rồi là một cái tích rất là yên bình,
an ninh chính trị, tất cả các ví dụ việc kiểm tra thực hiện nghị định 100 này, về không uống rượu khi lái xe này, về tình trạng đốt pháo, coi như là một cái thấy rất là yên ắng. Thành quả đó người dân đánh giá rất là cao. Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong thời gian qua, hiện lực lượng công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện đợt thi đua 75 ngày đêm ra quân cao điểm nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh trật tự cho đợt bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15.